Người ta cho mạch điện đó là R1 nối tiếp với cụm R2 song song với R3. Cái mạch điện này chúng ta đã làm quen ở cái phần dạng 1, đó là tính điện trở tương đương của mạch điện rồi. Với R1 bằng 10, R2 bằng 20 và R3 bằng 30. Hiệu điện thế nguồn là 36V. Vẽ sơ đồ mạch điện. Tìm cường độ dòng điện chạy trong mạch chính và đi tìm cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở. Chúng ta có tóm tắt bài toán như sau. Đối với phần vẽ sơ đồ mạch điện, chúng ta lật bài đầu tiên của cái dạng số 1 là chúng ta sẽ thấy được cái mạch điện này. Được chưa? Cho nên chúng ta vẽ nhanh cái mạch điện này vào vở thôi. Về câu B, để đi tìm cường độ dòng điện chạy trong mạch chính này thì chúng ta cần phải có hiệu điện thế nguồn này chia cho điện trở tương đương của mạch điện. Được chưa? Mà điện trở nguồn người ta đã cho rồi này. Chưa? Ô có rồi. Bây giờ điện trở R mà các bạn thấy này, R2. Được chưa? Song song với R3. Vậy thì lúc này chúng ta hoàn toàn tính được là R23. R23. Các bạn thấy R23 thì lại nối tiếp với R1. Từ cái hai cái giá trị này, các bạn hoàn toàn suy ra được R tương đương. R tương đương. Vậy thì bước 1 chúng ta cần phải đi tìm R23. Sau khi tìm được R23 xong thì các bạn sẽ tìm ra được R tương đương. Được chưa? Đây chính là bước 2. Sau khi có R tương đương xong, các bạn thế vào cái giá trị này thì các bạn sẽ tìm được Y, chính là bước 3. Và bạn nào biết rồi á thì có thể là gộp bước 1 với bước 2 lại thành 1. Còn nếu mà chưa biết thì chúng ta nên đi theo từng bước cho thầy nhé. Rồi bây giờ chúng ta giải. Câu B. Điện trở R23 là lúc này các bạn áp dụng công thức 1 trên cho R23 sẽ bằng 1 trên cho R2 cộng 1 trên cho R3. Từ đây suy ra R23 thì sẽ bằng R2 nhân cho R3 chia cho R2 cộng cho R3 bằng R2 chúng ta có là 20 nhân cho 30 chia cho 20 cộng 30 12 ohm. Là vì R1 nối tiếp với R23 này chúng ta có điện trở tương đương là lúc này các em áp dụng công thức của mạch điện nối tiếp RTD thì sẽ bằng R1 cộng cho R23. Rồi thế số vô 10 cộng cho 12. Bấm máy tính ta được 22 ohm. Như vậy sau khi đã có được điện trở tương đương rồi, có được hiệu điện thế rồi thì các bạn áp dụng công thức định luật ohm để tính cường độ dòng điện chạy trong mạch điện. Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính là lúc này các bạn áp dụng công thức của định luật ohm đó là Y bằng U chia cho R TD là R tương đương ấy, bằng 36 chia cho 22
36 chia 22, các bạn được là 18 phần 11. 18 phần 11 đơn vị ampere. Câu C. Đây là thầy phân tích nhé. Ta thấy có phải là R1 nối tiếp với R2 hay bao? Phân tích ở trên rồi, ở cái câu B chúng ta đã nhắc đến rồi ha, ở câu B. Câu B đã nói. Có nghĩa là khi mà chúng ta ti đến điện trở tương đương của R23 thì chúng ta sẽ có cái được cái biểu thức như thế này. À, cái mạch điện như thế này. Đây là R1, đây là R23. Vậy thì nếu mà R1 mà nối tiếp với R23 thì có phải là cường độ dòng điện chạy trong mạch chính thì sẽ bằng cường độ dòng điện chạy qua I1, R1 bằng cường độ dòng điện chạy qua R23 không các bạn? Vậy thì từ đây cớ sao chúng ta không suy ra được là gì? I1 là I qua điện trở R1 thì sẽ bằng I qua điện trở 23 và sẽ bằng I và bằng 18 phần 11 mà thầy đã giải cho chúng ta ở câu B. Tiếp theo thì ta thấy này. Ta thấy R2 thì song song với R3. Đúng nhỉ? R2 song song với R3. Vậy thì giờ này chúng ta sẽ tính U23. Đây chính là gì? Bài toán của mạch gì? Mạch đi tìm hiệu điện thế của mạch mạch song song. Đây chính là gì? Dạng 3 mà chúng ta đã học. Sau để ta tìm U trong cái đoạn mạch song song thì chúng ta phải có gì? I của cái mạch điện đó chính là I23 nhân cho R23. Chúng ta hoàn toàn tìm ra được điều này. Bởi vì R23 chúng ta vừa mới tính ở câu B. Được chưa? Vậy thì từ này chúng ta suy ra được gì? Đó là gì? 18 phần 11 nhân cho R23 chúng ta tính được là 12. 216 trên cho 11V. Vậy từ đó, bây giờ thầy quay lại cái vấn đề. Đây chính là gì? Thầy vẽ lại nhé. Thầy vẽ nhanh cho nên nó. Đây chính là điểm M, đây chính là điểm B, và đây chính là R3, và đây là R2. Các bạn thấy đây có phải là mạch điện song song không? Khi họ cho điện trở nguồn, khi người ta cho điện trở của R2 và R3 và họ cho hiệu điện thế nguồn. Hiệu điện thế nguồn đây chính là M, MB. Thì chúng ta hoàn toàn suy ra được gì? Cường độ dòng điện chạy qua mỗi cái điện trở này. Vì lúc này ta thấy vì là R2 song song với R3 cho nên các bạn suy ra có phải là U2 bằng U3 và bằng U23 không? Mà U23 chính là MB này. Mà UMB mà chúng ta vừa mới tính được là ở trên này. Vậy thì nó bằng đó là 216 chia cho 11V. Được chưa? Rồi, sau khi đã có U rồi thì các bạn tính công thức thầy nói là công thức định luật ohm cho từng điện trở. Đó là gì? IM sẽ bằng UM chia cho RM. Vậy bây giờ các bạn muốn tính I qua R2 thì có phải là lấy U của R2 chia cho R2. Mà U R2 thì chúng ta tìm được đó là gì? 216 chia cho 11 trên cho R2 thầy cho đó là 20. Và chắc chắn chúng ta bấm máy tính chúng ta tìm ra được cái giá trị này. Tương tự như vậy, các bạn đi tính I3. I3 thì sẽ bằng U3 chia cho R3. Nhớ cho thầy cái công thức này. Chỉ số nào thì gì? Tương ứng với chỉ số đó, đừng có cấm ông này qua bà kia. Rồi bây giờ chúng ta đi giải bài này nhé. Câu C. Vì R1 nối tiếp với R23 nên cường độ dòng điện chạy qua điện trở R1 là
Các bạn áp dụng công thức cho mạch điện nối tiếp, đó là cường độ dòng điện chạy qua R1 sẽ bằng cường độ dòng điện chạy qua R23 và bằng cường độ dòng điện chạy trong mạch chính. Mà cường độ dòng điện chạy trong mạch chính các bạn đã tính được là 18 phần 11. Bây giờ chắc chắn là mấy bạn phải nhớ con số này rồi. À, câu B có kết quả. Rồi, bây giờ Y1 có rồi. Bây giờ chúng ta nhiệm vụ của chúng ta phải đi tìm Y. À, Y1, Y2 và Y3. Y2, Y3. Vậy thì bây giờ để tìm được cái đó thì đòi hỏi chúng ta phải có U giữa hai đầu mỗi điện trở. Được chưa? Mà hồi nãy thầy đã phân tích ở trên rồi đó. Vậy thì bây giờ chúng ta đi tính hiệu điện thế giữa hai đầu R23 là lúc này các bạn áp dụng công thức Y bằng U chia cho R. Thầy cô thường hay áp dụng công thức định luật Ohm khi ra U23 sẽ bằng Y23 nhân cho R23. Y23 là chúng ta đã tính được ở trên này chính là gì? 18 phần 11. 18 phần 11 nhân cho R23 chúng ta đã tính ở trên đó là được 12. 18 chia cho 11 nhân cho 12 thì kết quả các bạn được là 216 phần 11. 216 phần 11 đơn vị là volt. Bạn nào cẩn thận hơn cái chỗ này thì lập luận vì R2 song song với R3 nên hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở là mỗi điện trở là các bạn áp dụng công thức đó là U2 thì bằng U3 và bằng U23 và bằng 216 phần 11 đơn vị volt. Sau khi có hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở rồi và giá trị điện trở rồi thì chúng ta hoàn toàn tính được cường độ dòng điện chạy qua nó. Cường độ dòng điện chạy qua R2 là đó là hồi nãy giờ chúng ta áp dụng công thức định luật Ohm nhiều rồi cho nên chúng ta không cần phải áp dụng. Y2 thì sẽ bằng U2 chia cho R2. Cái này là dấu chia dấu bằng nhé. Sẽ bằng 216 phần 11. 11 chia cho R2 thầy nhớ là kết quả thầy của thầy là 20 thầy cho 20. Bây giờ bấm máy tính 216 chia cho phần 11 rồi đem chia cho 20. Thì kết quả chúng ta được là 54 phần 55. 54 phần 55. Đơn vị là ampere thầy nhầm. Tiếp theo đó là cường độ dòng điện chạy qua R2 R3 là ta có các bạn có thể lấy Y23 trừ cho Y2 thì sẽ ra Y3 hoặc là các bạn áp dụng luôn công thức định luật Ohm cho nhanh. Nói chung là tùy cái việc này là nó nhiều cách. Chúng ta cảm thấy thích cái thằng nào thì chúng ta làm theo thằng đó. Thầy nhầm nhé, 216 phần 11 chia cho 30 bằng 36 phần 55 đơn vị ampere.